Lúc mà có cái bóng nữa. Rồi, ví dụ cái chỗ này nha, cái chỗ cái thuyền này nha. Ví dụ như là mình xây dựng hình ra. Đây là cái phần diện tích bóng đúng không? Bóng đây, đây là bóng nè. Được chưa? Rồi đây là cái mạn thuyền nè. Được chưa? Được chưa? Vậy đúng không? Cứ làm mô phỏng là như vậy đi. Rồi. Em khoan đừng vẽ nước bội, mà em phải vẽ cái màu. Màu của cái thuyền. Đó, màu cái bóng, màu với nước, ba thứ thì trong đó mình vẽ thuyền nước bóng trước, nước sau. Cái thuyền màu xanh đúng không, thì mình sẽ lấy màu xanh nè, rồi mình lấy tượng trưng thôi, cái màu xanh đây, màu xanh thuyền đi ha, tượng trưng là màu xanh thuyền thì nó như vậy đi, màu xanh này đi thì nó sẽ có những cái chi tiết gì đó. Rồi màu vàng, mình có cái màu vàng. Rồi mình tượng trưng màu vàng đi đây ha. Đây, phát ra. Thì cái thuyền màu gì á thì nó sẽ đổ bóng ra, ra mặt nước là màu đó, cộng với một chút màu nước là màu nâu đúng không, nước này hơi đục đúng không, màu nâu đúng không, tức là màu này nó như thế này nè, cái đứa màu của nó đây. Bóng nè, cái bóng này nó sậm màu hơn là màu của thuyền, tại vì nó trộn màu với nước và màu của cái thuyền với lại cái nó quất tối nữa, đặc biệt là cái chỗ gần gần đây nè, nó sẽ rất là tối, gần gần thuyền đây nè, xong rồi, dễ xong rồi, càng ra xa thì càng mờ đi, phải không? Thấy đúng không? Thấy, dễ xong rồi, đi giống nó lâu cái chỗ rìa nè, sẽ bẻ như này nè, đây đây. Nước mà nó gợn mà đây này nè, được chưa? Đang đó, rồi bắt đầu đấy, còn dẻ nữa, vùng nước như đây bên ngoài nè, nó sẽ nhạt màu hơn, mình sẽ sao nó hơi xanh đúng không, xanh lá đúng không, lấy màu xanh lá này tí trong da cộng với màu hai cái này bỏ vô, rồi màu của nước và màu của thuyền bỏ vô cho nó hơi xanh lá một tí, thêm chút trắng cho nó sáng lên. Xa xa cho nó ra cái lá này. Nó đục vậy nè. Đó. Đây đi. Đây là màu bên ngoài nè. Màu nào nước trong thì mình vẽ màu nó trong thêm. Màu nước đục thì vẽ nó đục. Vẽ theo nguồn nước. Ví dụ như này. Rồi mình vẽ chen vô nè. Chen vô ha. Chen vô. Được chưa? Được chưa? Xong đúng không? Rồi. Tách hai màu ra nha. Xong mình pha cái này trộn lại. Đó. Trộn lại nha. Sau đó sao? Mình đi nước luôn. Mình đi cái này nè. Rồi mình đi mặt sáng, mặt sáng một là nó ngã hơi vàng, hai là ngã hơi xanh lá, ba là ngã hơi xanh biển gì đó, ngay trời vậy đó, tùy mình ngã thôi, mình ngã màu sáng này mình lên cái giấy này nó không ăn màu á, thấy không, nhỏ nhỏ ra màu sáng nè, em phải gửi cái ranh giới trước trước cho nó rõ ra, ranh giới trước ha, tắt ra. Rồi cái chỗ này là mình sẽ cho nó nghe ra nè, nghe ra nha. Sau đó em để ý cái đường sáng không, em nhắm mắt lại nhìn, nghe mắt lại nhìn sẽ thấy cái chỗ sáng sáng trong này nè, nó sáng nhỏ hơn ở bên ngoài, tại vì nó có sự tương phản giữa cái màn tối này với cái màu sáng mà nó chen vô, thành ra là ở trong này sáng rõ hơn, thì mình cho nó rõ lên thì trắng đó, mình cho nó hơi ngã xanh, nhưng mà sáng sáng lạnh nha, sáng sáng lạnh nha, còn sáng sáng nóng nha, mặc dù thằng này nó sáng nhiều trắng hơn này, nhưng mà cái ngoài này nó mà sáng nóng, nó ngã về cái màu nóng, tại vì ra ngoài trời. Còn cái này á, nó nằm ở trong tối, nó sáng phản quang trong tối thì nó sẽ hơi ngã lạnh, cho nên là nó không vàng được như ngoài đây, mà nó sẽ lạnh hơn tí. Ví dụ em có thể cho màu này nè, sáng nhưng mà nó sáng lạnh cái này nè, nếu được thì không phải nó sẽ bị nhảy sáng ra ngoài, nó nhảy vô. Rồi mình nhìn theo mẫu thôi, nét ngang đường này ngang đúng không, bị nét ngang thì nó sẽ so le
chỗ nào mà nó vô thì mình để vô. Ở trong này mình vẽ rõ ra nè, tương phản mạnh nè, quy luật tương phản. Ủa, chị Lan thấy hình ngoài này. Này là người nào? Nó sẽ lạnh, nhà cũng sáng mà sáng sậm hơn, xanh hơn. Yeah. Thì mình nhìn từ xa mình thấy nè, cái này là nó nằm trong vùng lạnh nè, còn cái này á là nằm trong vùng sáng nè. Em có thể lấy cọ khác và lại rửa cọ sạch lên, gợi cái ánh sáng rất gần nè, xa nè, gần đúng không? Thì mình chỉ cần gợi cái nước gần rõ lên một tí nữa là được. Cái nước gần nó hơi nóng một tẹo nha. Hai cái màu này khác nhau thấy không? À, màu da nóng nước tí, thấy cái biển màu gì thì nhưng mà nó được, nhưng là mình gợi cái màu sắc thì ở ngoài đó. Đó thì mình thấy cái vùng này gần nè, vùng này xa nè, thế là mình đẩy cái màu này xa đi, mình gần ra có thể cho nó sắc tươi hơn chút đi. Cái vùng này sẫm hơn này thấy không, tại biển này nó xanh xanh nè, đục nè, ở trong cảng nè, nó không có sạch xanh như là ngoài khơi. Đó, chỗ xanh thì em thấy nó rõ hơn nè, ra trước hơn nè, nó đưa ra trước này thấy không. Đó, như thế này thì em thấy nè, gần nè, xa nè, được chưa? Rồi. Đó. Còn cái gì mà chữ nghĩa trên này nó phẳng xuống á thì mình vẽ thêm, nó đắp sơ thêm, được chưa? Rồi. Nặng màu xanh không đi dính nhất. Rồi mình để cái đốt cây này ha. Nó nhiều như thế này. Rồi mình để khóa này thôi. Đây là mảng tốt của nó nè. Ví dụ nha, một khóa nha. Từ đó có nhiều nè. Cây này nhọn ra nè, mảng như vậy. Rồi mình tách ra nè. Này như vậy. Tách ra hai cái mảng này ra. Được chưa? Rồi cái mảng bên này. Rồi là mình đi nè. Nó có cái cây phía trước này, màu xanh xanh sạch, xanh sạch. Tươi nè, cái bàn như vậy nè. Dựng đây nè. Rồi mình đi đơn giản, có vô được có tỉa gốc cây trước mà mình đi theo mảng xíu tốt. Ví dụ cây nó xa đúng không, mình sẽ cho nó sậm hơn. Ví dụ sậm là như thế nào, như đây màu này đúng không, màu xanh nè, mình cho nó ngã về xám nè. Rồi xám mới sắc đậm, mà là nó là xám sáng đó, tại vì nó xa nó mờ đi thì mình cho nó xám sáng như thế này. Rồi đây là xanh sáng nha, này chưa đâu, này là mới là tạo cái độ sâu cho nó thôi, chưa phải là màu của cây. Màu cây thấy có màu gì? Xanh. Xanh thì trong hai xanh này em được phép chọn xanh nào, tùy cái gam màu em nó muốn là màu gì thì xanh nào cũng được. Xanh nào đưa vô đây nó cũng thành sáng. Ví dụ xanh này đi, nó sáng như thế này, cái màu xa này cỡ này, hoặc là sáng hơn hoặc là đậm hơn tí, tùy cái em muốn thể hiện như thế nào thôi. Thì em để nè, em sáng từ bên trái qua đúng không? Có từ bên phải này qua. Bên này sáng này tối đúng không? Mình lót bên tối trước. Lấy cọ bự á, lót lên. Thật ra cái này á thì nó vậy thôi, nhưng mà mình phải lót lên tại vì nó ở phía trước. Mình vẽ từ xa tới gần. Vẽ từ tối ra sáng, từ xa tới gần. Đó, nên là mình sẽ lót cái bên tối trước. Ví dụ như này. Được chưa? Rồi mình đi từ từ lên cho nó rõ hơn. Lâu có thể đệm chút tím nha, để cho nó càng xa đi, màu tím sẽ làm cho cái màu đó nó xa đi, giúp cái màu độ đó em thấy nó trung gian quá, thì là vì ở dưới nó có nhiều độ tối, em sẽ cho một vài tối chen chen vô. Ở dưới thì nó sẽ tối nè, tại vì nó ít đón ánh sáng đó. Nó sẽ tối nè, nó sâu vô nó sẽ tối như thế này, được chưa? Đã bắt đầu nè, bắt đầu mình đi màu chính của nó nè, mình đi vào đây đó. Màu của nó nhưng mà nó sẽ sẫm hơn tí. Rồi cái màu này là nó sẽ có một chút nâu nha.
tươi hơn hay muốn sáng hơn là tùy rồi cái mức độ đen màu đen màu trắng của em to bao nhiêu. Rồi sẽ cộng thêm một chút vàng nâu vàng, thêm màu nâu vô. Bắt đầu mình thêm màu không gian nè, độ không gian đúng không? Từ đây mình đi theo mảng cây nha, dụ cái cây là nó cây nó cái dáng đó mình nắng lên đúng không? Mình đi lấy cọ nè, cái màu này em đi cả hai bên nha, tại vì bên bên này nó vẫn có những cái cây cái sáng nha, chứ không phải là chỉ có bên phải là sáng nha. Đi màu dày cái để cho cái khi mà mình để cây á, để trời cùng lúc, để cây để trời cùng lúc thì mới chỉnh sửa dễ được. Để trời có những chỗ mình phải để che nét cho tạo cảm giác là cái cây nó có tán. Rồi có khi mà mình vẽ trời á cùng lúc á thì nó rất là tiện, khi mà em vẽ những cái nét mà ngắn là nó đưa ra đó nó phải mờ đi, khi mà mình làm vậy á cái màu mà mình mới tô vô với màu trời nó sẽ tự hòa vào nhau, nó làm cho cái nét đó nó nhẹ đi, nó không có bị gắt quá. Lâu lâu cũng phải có những nét ngang nha, nét xéo gì đúng không, lâu lâu phải có những nét ngang. Đây là cái cây là nó sẽ cái dưới sẽ tối hơn nè, phía trên nó sẽ sáng hơn tạo ha. Đó. Phía trên này có cái thành nhọn nhọn nè, thành nhọn nhọn nè, không đỉnh 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 này nè. Đó. Được chưa? Nhìn từ xa thì sẽ ra đúng cây chứ không cần phải chi tiết quá kỹ chuyện đó. Cây thường là chỉ cái yếu tố phụ thôi và nó thường sẽ ở xa. Để mình để miếng này thôi. Rồi khi mình để cây cây gần thì trong cái ba cây này á sẽ có cây rõ hơn và cây mờ đi. Thì em sẽ chọn cây nào rõ hơn á thì em sẽ cho cây đó nó hơi tươi một chút, rất là tươi, sáng một chút rồi là tươi một chút. Tiên là mình sẽ để kỹ hơn cây xa ở chỗ là nó sẽ thấy được cái thân cây, tại vì nó không bị che, nó không bị xa thân cây như thế nào, thân cây bàn đúng không? Bên này có cây bàn này. Thân cây ra trước gợi gợi vài tán này. Cái bàn thì nó
cây nó cành nó sẽ ngang ra như thế này. Đó, như này đúng không? Bắt đầu điểm nó đúng không? Xong mình đi màu. Đi màu của nó. Đẹp hơn là cọng đen. Cọng đen này. Thấy cây nó sẽ ngay đúng không? Đi nó ngay này. Đâu, lên quá. Đấy, quá gì đó, con cũng chạy đi cái gì nữa. Chứ đi chứ đừng có cái gì đâu. Đi cỏ theo hướng của nó. Có chỗ thì nó bị che, nó thấy không thấy cành nữa. Có chỗ thì nó cuồng tôi chạy lại sao? Rồi, tao mình đi màu sáng lên nè. Đi che che đi. Trước cây sau rồi đó, rồi mình cho cái ánh sáng thì cái màu mà nó ở gần ánh sáng hơn đó, thì nó sẽ tươi hơn, rõ màu hơn, ngã nóng hơn. Thì mình có ánh sáng bên này, bên này thì ít sáng hơn này, độ sáng ít nè, bên này thì độ sáng nhiều hơn, đặc biệt là phần phía trên ngọn á nó sẽ rõ hơn để nó sẽ đón được. Độ sáng sẽ giảm dần về phía dưới đó, như này thì sẽ tắt cây này với cây này ra, còn phía dưới thì mình sẽ cho nó nghe đi. Sau đó em còn phải bẻ cái đồ phía trước mà thuyền này nọ, bờ biển này nọ, thì cái này cây ở xa mình chạy cỡ này thôi. Ok rồi, được chưa? Rồi mà cây nó đã xuống mà làm biết